Dạ xin chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch của tháng Giêng và ở đây là vị trí chùa Suối Đỏ. Đang có rất đông những bà con đang tập trung về nơi đây để đi viếng chùa, đi tham quan một cái danh lam thắng cảnh. Có cái ngôi chùa Suối Đỏ trên này thật sự là đang thu hút rất rất nhiều những bà con thập phương kéo về nơi đây trong nhiều năm qua. Quá là đông luôn thưa quý vị. Ngoài kia kẹt xe tùm lum luôn, ai đậu xe bên ngoài thì dễ lấy chứ còn đậu ở đây thì chút nữa khó lấy lắm. Ở đây thì càng ngày càng đông. Trong này có xin xăm, không biết có xin keo hay không. Ở đây là điện mẹ Thiên Nghi-a-na Thánh Mẫu. Bây giờ thì em sẽ đi leo dốc. Xin mời quý vị.
đấy lắm. Khoảng từ thằng bán được mấy tờ rồi. Vòng vòng này có nhiều trạm nghỉ chân bán nước. Mệt không anh, thấy bơ phờ chưa anh? Bình thường em. Bình thường ha. Bắt đầu mỏi chân à. Đây dốc cũng cao lắm đó quý vị. Mở rồi. Em trai 10:30 bắt đầu làm lễ đúng không? Em biết luôn này, múa nãy giờ sáng giờ đó. À sáng giờ đó, hình như 10:30 đó. Ở đây có cái suối nè quý vị, suối đổ nè. Ở đây mới hạ nguồn thôi, còn cái thượng nguồn ở trên nữa. Đẹp lắm. Đây cảnh quan chùa Suối Đỏ thì quá đẹp rồi. Đi vòng vòng ở đây có mấy trạm nghỉ đỡ mỏi chân. Mệt chưa cô? Bắt đầu thấm à. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Hello. Dạ. Sao đi nhỏ không? Mười mười nhỏ rồi mười. Sao chở mười đi cây? Ờ thấy giờ mười có vẻ đuối lắm rồi đó. Mệt quá rồi. Năm có 1 lần gì mười ha? Hả? Năm có 1 lần đi thể dục luôn. À. Năm có 1 lần. Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn anh. Em cũng bắt đầu thở luôn rồi thưa quý vị. Đạp lên cho nó nhanh. Dạ chào anh. Chào nghe. Ồ. Sáng giờ bán được không? Dạ sáng giờ bán 4 tờ số à. Ở đây từ khi nào? Dạ em mới lên ngày nay à. Mới lên hôm nay luôn. Sáng dạ. Sớm không? Dạ, đi hồi 5 giờ mấy. Mới tối hôm qua gặp ở quảng trường. Dạ, em cũng này, bán, gặp ở đây tiếp. Bán vé số lại bán quạt. À, tranh thủ bán thêm vé số ha. Dạ. Quạt đây bán nhiều một cái. Dạ, tùy theo lớn nhỏ, 4 loại luôn. À. Rồi chúc buôn bay bán đắt nghe. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh năm mới mạnh khỏe. Chúc cô chú năm mới mạnh khỏe, phát tài. Rồi, cảm ơn em.
em gái này gặp quà thưa quý vị. Cơm 2 ngàn khi nào mở lại ta mùng 10 sao đó? Em không biết nữa, bữa giờ em mất công chuyện lại con em bệnh đó, em không có biết. À. Em cũng không nghĩ. Rồi, bye bye nha. Dạ. Rồi, chúc làm ăn phát đạt. Dạ, cảm ơn. Tôi đi không cũng đã mệt rồi, nhiều người còn lỉnh kỉnh theo đồ đạc nữa. Đó là chưa nói đến mấy người mà đi hành hương đó quý vị, phải mang theo những cái lễ vật để mà lên đây đơm lên cúng. Đâu rồi, ai mệt quá đâu rồi? Ai bắt đầu đuối rồi. Có cần chú xách hộ không? Mình đi cũng giỏi luôn. Mệt quá hả cô? Rồi xuống. Đi xuống này khỏe hơn rồi. Đi xuống. Cô ở đâu á cô ạ? À? Phan Thiết. Ồ, Phan Thiết luôn. Phan Thiết. Mình đi hành hương hay sao cô? À. Đi thập tự không hay là chỉ hôm nay đi đây thôi? Đi đủ hết đấy, đi chùa này, về chùa Trà Ken rồi đó. Dạ. Mình có đi Châu Đốc chưa? Đi Châu Đốc tôi chưa đi. Sẽ đi đúng không? À. Dạ. Đi 4-5 lần rồi, ngự về từ từ đi sao? Dạ, dạ. Rồi cho mới chúc cô nhiều sức khỏe nha. À. Vui vẻ, bình an, hạnh phúc. À. Dạ, cầu gì được nấy. Dạ. Gia đạo an lành. Dạ dạ. Rồi con chào cô. Đó như em đã nói đó, một cô đến từ Phan Thiết. Ở đây khách hành hương đi nhiều lắm. Năm nay đông quá trời luôn. Không, không đông bằng năm ngoái đâu. Ủa vậy hả anh? Những năm trước là trước dịch là đông khủng khiếp luôn đó. Năm ngoái thì em đi với mùng 10 em mới đi. Tại đây năm nào em cũng đi. Châu Đốc phải đi hết tuần lễ. Trên kia là chỗ chạm dừng chân cô Bảy. Cũng có nhiều chương trình lắm đó quý vị. Bói bài, bói quẻ, xin xăm. Mệt rồi anh. Mệt rồi anh. Dạ dạ. Ở đây bán đầy đủ các loại nước luôn, có một cái trạm nghỉ, bà con nghỉ chân ở đây thì có thể thư giãn thoải mái, cảnh đẹp, mát. Rồi ngồi đây chờ hết mệt rồi đi tiếp. Ở đây trạm bán nhang đầy đủ hết nè. Thường thường người ta mua nước lên đơm cúng xong rồi chờ nhận lại cái nước lọc này để uống luôn. Đẹp. Rồi tới đây là bắt đầu tẻ ra hai hướng rồi. Một bên là Phổ Đà Sơn, một bên là như cô Ba hay sao đó, cô Bảy hay sao đó. Đi em
Em đi bên nhánh chính trước đi. Trên đây thì cảnh đẹp. Đây là bắt đầu nghe tiếng suối chảy róc rách rồi. Đây qua cây cầu đẹp lắm nè. Ướt áo luôn. Ở đây bà con bán nhiều là cái chỗ mấy cái tờ giấy tử vi 12 con giáp. Ai tuổi gì thì mua tuổi con đó. Wow. Quay chơi rồi chị. Dạ, cảm ơn chị. À, nghe tiếng suối chảy róc rách, đã tai quá. Ở trên đây có cơm chay luôn. Bây giờ em đi qua cây cầu này để quý vị cùng coi. Trên đây cũng có tổ chức cúng sao, cúng giải hạn. Coi thử mà quay đi quay lại đâu hết à.
mình ghi ngắm được cái view đẹp quá luôn. Bè đi xuống hả? Trên kia cũng có nhiều người tập trung trên thượng nguồn nữa. Trên đây là đông lắm luôn nè quý vị.
Ở trên này đẹp lắm quý vị. Bây giờ là băng qua bên chùa phía nhánh hồi nãy đó quý vị, nhánh chỗ ngã ba đó. Mệt. Hồi nãy mới băng qua cái chỗ rất là đông luôn thưa quý vị. Tầm khoảng nửa tiếng nữa thôi thì trên đó sẽ tiến hành làm lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong cái đây là một cái bia Phổ Đà Cảm Tác, Phổ Đà Sơn. Tiếp tục còn mấy bậc tam cấp nữa thôi. Trên kia vẫn còn. Ở trong đây là ăn cơm chay, còn ở đây là xin xăm. Chỉnh sửa ở phía bên kia thì đang rất là đông.
là que làm gói dưới đây đó. Trời nó lên cũng nổi đâu thưa quý vị. Trên đó là mấy cái bảo tháp thôi. Năm nay sức khỏe không tốt bằng như năm ngoái. Năm ngoái leo lên được tới đỉnh luôn. Bây giờ thì em đi về lại thôi quý vị. Xuống dốc. Đi xuống lại thì khỏe hơn rồi. Đây ai cũng thở hết rồi. Giờ đây còn một dãy tam cấp nữa nè. Đi lên đâu thì không biết. Tỉnh thất Viên Trang. Giờ nó có một cái tỉnh thất nữa. Hướng bên kia là đi lên giếng Tiên đến 500m lận. Wow, đi không nổi đâu. 500m đường dốc, đường núi bằng tam cấp đó quý vị. Con gái ơi, cho chú quay phim con chút được không? Con đọc đi, con đọc mấy cái câu hồi nãy đi. Ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau hồi được an lành, tất cả các họ đều an lành. Khi nguyện từ bi xỉu gia hổ, nguyện đêm công đức đi. Nguyện đêm công đức này hướng về hấp tất cả đệ tử về chúng sanh đều chọn hành Phật đạo. A Di Đà Phật. Dạ lắm con. Hay quá. Kính thưa quý vị, vừa rồi đi xuống thì gặp cái gia đình có bé gái chừng khoảng 3 tuổi thôi, 4 tuổi mà thuộc được những cái đoạn kinh rất là hay. Ngưỡng mộ cháu gái. Có vẻ như năm này không có đông. Năm ngoái đông hơn. Bây giờ thì cũng lác đác bà con đi lên thôi. 10 giờ rưỡi thưa quý vị, 10 giờ 23 phút.
đi với chú nè. Chú đi nắm tay chú không? Đây, chú dẫn đi. Mới lên vô đây con người ta đi sao? Bà con mới lên vô đây mệt rồi hả? Chưa được 1/3. Đây là thôi. Đi bả. Rồi bây giờ là xuống dưới chân núi lại rồi thưa quý vị. Đây có cái quầy bán mấy cái sầu chuỗi. Ồ, nóng nực quá. Dọc dọc đây có nhiều quán nước là cũng đúng luôn á. Bà con nghỉ chân uống nước nhiều. Kem đây. Chỗ điện thờ mẹ đang cũng đang rất là đông luôn. Kem anh ơi. Kem ông gái ơi. Kem không? Kem hả? Không ăn kem ăn bắp nha. Thôi đây. Kem anh chị ơi. Này có hai khách nước ngoài cũng đi tham quan chùa Sứ Đỏ luôn. Đây mấy lễ vật mà con chuẩn bị dâng lên. Đẹp quá ha. Bình thường là 170, còn nếu mà đánh tốt nữa thì là được 200. Ở dưới đây thì vẫn còn một số bà con đang tập trung đến. Dạ kính thưa quý vị, một chút chia sẻ trong ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, ghi hình tại chùa Sứ Đỏ gửi đến quý vị cùng theo dõi. Và bây giờ em xin phép được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.